và họ phát hiện không có bất cứ một điện tử gì hết. Những nhà khoa học họ với bó tay và họ viết một bài báo và nói là đây là một trong những chiếc bàn quay kỳ lạ biết nghe tiếng người. Nha. Rồi mỗi người có một suy nghĩ riêng. Và bây giờ muốn biết nó quay hay không thì yêu cầu 7 người rờ nhẹ luôn, không được đè nó, rờ thôi. Mình hiểu rờ không? Bé vào vô đi. Chú vô đi, anh vô đi. 2 4 6 chị. Rồi, khoan người sau. Rồi, dày nghe, 7 người mình đẩy coi nó nặng chinh chích ta. Có hỏng dài gì không nghe. Thấy mình đẩy nó nặng không? Nhưng mà chập hồi nó kéo mình. Mình chỉ rờ thôi. Hiểu cái rờ không? Vừa đụng nè. 7 người trên này cùng nhau nói. Mời bàn quay phải, mời bàn quay phải. Khi nó đi, mình đi theo nó. Hiểu không? Nhưng mà khi nó đi, mình đi vòng theo nó. Hiểu chưa? Rồi, cùng nhau nói nè. Phải nói liên tục khi nào nó quay. Để nhẹ. Mời bàn quay phải, mời bàn quay phải đó. Rồi kêu nó nhanh lên. Kêu nó nhanh đi mấy chị. Đi thì vậy đó. Kêu chậm lại quay trái. Cùng nhau nói mời bàn quay trái đi. Mời bàn quay trái. Lạ kỳ tờ. Kỹ thuật thiệt. Hồi đó giờ mới tự nhiên là tâm linh là hết sức là trước mắt mình luôn ha. Rồi những người khác đấy. Ai không